Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Theo thông báo của chủ tọa phiên tòa xét xử đại án Việt Á hôm nay mùng 8 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội sẽ công bố bản luận tội với 38 bị cáo và các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trong đại án Việt Á có 6 người bị cáo buộc tội nhận hối lộ, bị truy tố khung hình phạt từ 20 năm trung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, nhiều bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ Phan Quốc Việt và thừa nhận sai phạm. Theo luật sư Nguyễn Minh Long, giám đốc công ty luật Dragon, đoàn luật sư Hà Nội, Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm 2020 có nghị quyết số 03 2020 nq hdtp hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ trong đó khoản 2 điều 5 về nguyên tắc xử lý đối với tội phạm tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ có quy định. Trong quá trình tố tụng, người phạm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ đã chủ động nộp lại hoặc tác động người thân khác nộp lại ít nhất 3 phần tư tài sản tham ô nhận hối lộ, thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố xét xử. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân sẽ căn cứ vào các tình tiết này để đề nghị mức án hợp lý theo quy định pháp luật. Trong 3 ngày xét hỏi, ngoài bị cáo xin xét xử vắng mặt vì mới sinh con, 37 người còn lại đều thừa nhận hành vi, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Tuy nhiên, nhìn lại một số buổi xét xử ở phần thẩm vấn của chủ tọa, đại diện viện kiểm sát nhân dân và tham gia xét hỏi của luật sư bảo chữa cho các bị cáo có số vấn đề được hỏi nhiều, có những lời khai còn mâu thuẫn và trái ngược nhau. Theo cáo trạng, để tiêu thụ kích test tại các địa phương với số lượng lớn, được thanh toán theo giá đã nâng khống, Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á cùng nhân viên thông đồng câu kết với lãnh đạo, nhân viên các cơ sở y tế công lập thực hiện ứng hàng sử dụng trước, hợp thức hồ sơ thanh toán sau. Phan Quốc Việt chỉ đạo nhân viên tính toán chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng trực tiếp hoặc nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho các lãnh đạo, nhân viên cơ sở y tế công lập tổng cộng hơn 34 tỷ đồng. Tại phiên tòa hôm mùng 5 tháng 1, Phan Quốc Việt cho biết tỷ lệ chiết khấu từ 5 đến 20% tùy vào khách hàng. Ngoài ra, hoa hồng cho các địa phương sẽ từ 15 đến 45%. Tất cả khoản chi trước khi chuyển cho các địa phương đều thông qua Việt duyệt. Phan Quốc Việt còn nói Tất cả việc chi tiền phần trăm đưa hối lộ đều theo quy định bản thân đã đưa ra, không có thỏa thuận trước, chỉ khi nào nhận tiền thanh toán bán kit sinh phẩm thì mới chi tiền cho họ. Ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt đưa tiền cho quan chức vì chia sẻ với nhau theo tinh thần á Đông. Trả lời câu hỏi vì sao đưa 200.000 đô la Mỹ cho Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý phó thủ tướng Phan Quốc Việt giải thích đây là chia sẻ với nhau theo tinh thần á Đông. Phan Quốc Việt chi 106 tỷ đồng để hối lộ quan chức và sẽ được chia theo các nguyên tắc, vị trí công việc, đóng góp của từng người, lợi nhuận của công ty Việt Á. Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Phạm Công Tạc qua Tết phù hợp phong tục Á Đông nên bị cáo đồng ý nhận. Bị cáo Tạc cho hay, Việt có đưa một túi quà và bảo em có cành đào Tết tặng anh. Dù đã qua Tết, ông Tạc nghĩ qua Tết là phong tục Á Đông nên đồng ý nhận và khi mở ra thấy bên trong có ký Tết cùng 100 triệu đồng, không phải 50.000 đô la Mỹ. Bị cáo Chu Ngọc Anh, tinh thần, sức khỏe tôi phong độ thế này, chắc chắn không bị ai ép buộc khai báo. Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh được Viện Kiểm sát hỏi có ai ép buộc khai báo trong quá trình điều tra hay không. Vị này cười đáp không. Viện Kiểm sát thấy tinh thần sức khỏe của tôi phong độ thế này, chắc chắn không bị ai ép buộc. Nữ kiểm sát viên nói, vậy với tinh thần phong độ như thế, đề nghị bị cáo tiếp tục trả lời. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Ban chỉ đạo phòng chống dịch yêu cầu Bộ Y tế rút quân về để Việt Á làm. Trả lời câu hỏi vì sao giới thiệu công ty Việt Á với bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long Phân Trần, tôi cử 4 đơn vị thiện chiến nhất của Bộ Y tế về để hỗ trợ Hải Dương xét nghiệm, dập dịch miễn phí. Sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch yêu cầu Bộ Y tế rút quân về để Việt Á làm. Cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng chọn Việt Á vì tin tưởng từ lệnh ngành. Được hỏi lý do chọn công ty Việt Á là đơn vị cung cấp kit test COVID-19 cho Hải Dương, bị cáo Phạm Xuân Thăng khai. Bị cáo Nguyễn Thanh Long là người đứng đầu Bộ Y tế, là tư lệnh ngành mà giới thiệu nên tôi tin tưởng. Tôi có hỏi lại bị cáo Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, Cường bảo được Việt Á vào thì tốt quá nên tôi đồng ý. Trong phiên xét xử vụ Việt Á tại tòa, nhiều lần Chủ tịch Việt Á khẳng định đã đưa cho bị cáo tạc 50.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng chỉ nhận 100 triệu đồng từ Phan Quốc Việt cáo buộc cho rằng bị cáo Phạm Công Tạc được Phan Quốc Việt đưa cảm ơn 50.000 đô la Mỹ, hành vi của bị cáo Tạc đã cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự. Luật sư Huỳnh Phương Nam, người bào chữa cho bị cáo Tạc, chất vấn Phan Quốc Việt vì sao trong lời khai ban đầu, bị cáo nói đưa cho bị cáo Tạc 100 triệu đồng nhưng sau này lại khai đưa 50.000 đô la Mỹ. Trả lời luật sư, Phan Quốc Việt nói rằng lúc đó nghĩ khá ít tiền thì đỡ ảnh hưởng đến bản thân và bị cáo tạc. Bị cáo Hiệp xác nhận việc được bị cáo Việt đưa giữ 300.000 đô la Mỹ để khi Việt cần sẽ đưa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Việt có thay đổi gì không thì bị cáo không biết. Hiệp chỉ sử dụng tiền đô la Mỹ để đưa cho Phan Quốc Việt mỗi khi mang đi cảm ơn. Việc đưa tiền cho bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Phạm Công Tạc sau này bị cáo Hiệp mới được Việt cho biết bị cáo không nhớ chính xác số tiền mà anh Việt đưa cho các bị cáo khác là bao nhiêu, bị cáo hiệp khai. Tiếp tục trả lời về việc đưa tiền cho bị cáo tạng, Phan Quốc Việt cho biết khi vào Đà Nẵng đã ra ngân hàng rút tiền, đổi ra đô la Mỹ rồi cho vào vali mang ra Hà Nội. Ra Hà Nội, Việt đưa cho bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á, giữ để khi cần chi ngoại giao. Do di chuyển liên tục nên bị cáo không giữ nhiều tiền trong người, ông chủ Việt Á nói. Trả lời thẩm vấn của luật sư, Chủ tịch Việt Á khai đã rút 5,1 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Đà Nẵng, sau đó đổi sang đô la Mỹ và đưa lại cho bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc Việt Á giữ để khi cần thì đưa cho Việt. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án Việt Á, các bị cáo đều bày tỏ ăn năn, hối hận, nhận thức hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, có hai bị cáo phủ nhận một phần cáo buộc là Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Trên phiên tòa, cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc phủ nhận việc nhận 50.000 đô la Mỹ của Việt Á. Bị cáo nhớ sau cuộc họp, Việt muốn đến thăm và để lại bộ kít, nói là có cành đào Tết để tặng. Nhưng khi mở ra thì thấy ngoài bộ kít còn có hai cọc tiền trị giá 50 triệu đồng, tổng 100 triệu đồng, ông Tạc khai. Về phần này, hội đồng xét xử gọi Phan Quốc Việt chất vấn. Việt trả lời bản thân không nhớ vì số tiền đó do người khác sắp xếp, không phải đích thân Việt chuẩn bị. Tuy nhiên, sau đó việc xác nhận lại việc đã đưa 50.000 đô la Mỹ. Theo bị cáo, số tiền được bị cáo rút và đổi ra tiền đô ở Đà Nẵng rồi bay ra Hà Nội. Theo quy tắc cảm ơn của Việt Á sẽ căn cứ vào chức vụ, sự giúp đỡ, lợi nhuận để cảm ơn và con số 50.000 đô la Mỹ là thường dùng. Trường hợp của ông Long, bị cáo buộc thông qua thư ký Nguyễn Huỳnh gợi ý Phan Quốc Việt đưa tiền tới 4 lần là 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương 51 tỷ đồng. Trong đó ông Long thừa nhận việc nhận tiền nhưng phủ nhận việc gợi ý đưa. Ông Long khai báo, khi Huỳnh nói đưa tiền đã là 10 tháng sau khi kit test của Việt Á được cấp phép tạm thời. Tôi có hỏi lại cụ thể số tiền thì Huỳnh nói, họ làm ăn được nên cảm ơn. Không có chuyện sau thời gian dài test của Việt Á được cấp phép tạm thời, tôi lại nhắc Huỳnh gợi ý Việt Á đưa tiền. Tôi không nhớ rõ mình nói gì với Huỳnh nhưng không có chuyện gợi ý đưa tiền. Còn về phần bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị cáo buộc nhận 20.000 đô la Mỹ, tương đương 4,6 tỷ đồng của Việt Á tại phiên tòa bị cáo thừa nhận số tiền này và cho biết đã khắc phục toàn bộ xong lại đưa ra lời khai vòng vo về đường đi của số tiền dù trước đó bị cáo cho hay sau khi phát hiện túi quà cảm ơn có tiền nên đã cất vào vali có dịp công tác sẽ trả lại tuy nhiên đến khi bị bắt vẫn chưa kịp trả khi hội đồng xét xử hỏi tại sao không trả tiền đô la mỹ trong vali đó mà đổi sang tiền việt bị cáo đáp do người nhà tìm không thấy nên đã khắc phục bằng tiền việt trong phiên xét xử vụ đại án Việt Á, phần trả lời câu hỏi của viện kiểm sát, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, bị cáo Long cho biết bản thân nhận thấy cáo trạng truy tố của viện kiểm sát nhân dân tối cao là đúng và nhận sai phạm của mình trong quá trình điều tra và sau này bị cáo luôn thành khẩn khai báo, bị cáo Long nói. Theo bị cáo Long, trong thời gian công tác bị cáo nhận được nhiều huân huy chương cũng như bằng khen, giấy khen, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch luôn tận tâm tận lực và đã thành công. Đồng nghiệp vi phạm rất đau xót. Bởi phải mất thời gian mới đào tạo được một chuyên gia, mong hội đồng xét xử có sự khoan hồng cho các bị cáo. Bị cáo Long trình bày. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Huỳnh, cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc Cục Quản lý Dược Bộ Y tế khai nhận của Việt Á 2,2 triệu đô la Mỹ và chuyển cho bị cáo Long làm 3 lần Số tiền 2 triệu đô la Mỹ được Huỳnh chuyển cho bị cáo Long trong những lần đưa đón bị cáo này, ngay khi nhận được tiền của bị cáo Việt vào đầu tháng 2 năm 2021 và tháng 11 năm 2021. Trước đó, hội đồng xét xử hỏi bị cáo Long có nhận tiền không? Bị cáo này trả lời sau khi Việt Á được cấp phép tạm thời, Nguyễn Huỳnh có đưa nhưng ông không đòi hỏi, Nguyễn Huỳnh nói do công ty Việt Á làm ăn được nên đưa. Bị cáo nói rất công tâm. Vậy tại sao Phan Quốc Việt đưa tiền lại nhận? Chủ tọa hỏi thêm. Bị cáo Long đáp: Tôi đã sai, tôi xin lỗi. Về số tiền 2,25 triệu đô la Mỹ đã nhận đến nay gia đình ông đã khắc phục toàn bộ. Theo cáo trạng, bị cáo Long bị truy tố tội nhận hối lộ và bị cáo buộc nhận nhiều tiền nhất từ Việt Á hơn 51 tỷ đồng. Viện kiểm sát cáo buộc ông Long nhận tiền và thực hiện chuỗi sống sai phạm chúc công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kích xét nghiệm, hiệp thương giá cao gấp 3,5 lần. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Việt Á tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư, nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã đặt một số câu hỏi đối với Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Trước câu hỏi dựa vào cơ sở nào để xác định mức cảm ơn cho từng người, Phan Quốc Việt cho biết, Việc chi tiền được thực hiện theo barem với các tiêu chí như vị trí làm việc và lợi nhuận người đó đem lại cho công ty Việt Á, những đóng góp cho việc chống dịch. Theo lời khai của việc, bị cáo này đã cảm ơn ông Tạc 50.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, tại tòa, ông Tạc phủ nhận điều này và khẳng định chỉ nhận từ việc 100 triệu đồng. Luật sư Huỳnh Phương Nam, người bào chữa cho bị cáo Tạc chất vấn Phan Quốc Việt, vì sao trong lời khai ban đầu, bị cáo nói đưa cho bị cáo Tạc 100 triệu đồng? nhưng sau này lại khai đưa 50.000 đô la Mỹ. Trả lời luật sư, Phan Quốc Việt nói rằng lúc đó nghĩ khai ít tiền thì đỡ ảnh hưởng đến bản thân và bị cáo tạc. Tiếp tục trình bày, bị cáo Việt cho biết đã rút tiền tại một ngân hàng ở Đà Nẵng, sau đó đổi sang đô la Mỹ và đưa lại cho bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc Việt Á, giữ để khi cần lo công việc thì đưa cho Việt. Vì bị cáo di chuyển liên tục nên không giữ nhiều tiền trong người. Trước câu hỏi của luật sư, về việc có căn cứ nào để chứng minh việc bị cáo đã đưa cho bị cáo tạc 50.000 đô la Mỹ không. Bị cáo Việt cho rằng trước đó đã trả lời hai lần câu hỏi này. Được gọi lên đối chất, bị cáo Hiệp xác nhận việc được bị cáo Việt đưa cho giữ 300.000 đô la Mỹ để khi việc cần sẽ đưa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc có thay đổi gì không thì bị cáo không biết. Hiệp chỉ sử dụng tiền đô la Mỹ để đưa cho Phan Quốc Việt mỗi khi mang đi cảm ơn. Việc đưa tiền cho bị cáo Chu Ngọc Anh cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Phạm Công Tạc sau này bị cáo Hiệp mới được việc cho biết. Bị cáo không nhớ chính xác số tiền mà anh Việt đưa cho các bị cáo khác là bao nhiêu, bị cáo Hiệp khai. Trong phiên xét xử vụ Việt Á, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dành thời gian cho Viện Kiểm sát tham gia xét hỏi 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát liên quan đến ký các quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu test có đúng quy định của Điều 26 Luật Khoa học Công nghệ không, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhanh chóng thừa nhận đây một quyết định sai phạm. Liên quan đến nghiệm thu đề tài giai đoạn 1, ông Chu Ngọc Anh nói không nhớ chính xác, song vẫn nhớ được hai người báo cáo đề tài đã hoàn thành là Trịnh Thanh Hùng và cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc. Quá trình điều tra bị cáo có chịu áp lực, bị ép cung nhục hình không?" Kiểm sát viên hỏi, cựu bộ trưởng khoa học và công nghệ cười tươi, "Không, hội đồng xét xử thấy tinh thần sức khỏe của tôi rất là phong độ thế này cơ mà." "Với tinh thần phong độ như vậy, bị cáo tiếp tục trả lời nhé." Nữ kiểm sát viên đáp lời Chu Ngọc Anh, Quá trình khai báo, cựu bộ trưởng thừa nhận vi phạm luật khi để Việt Á mang kết quả của đề tài nghiên cứu, đi đăng ký lưu hành rồi sản xuất, bán thu lời. Về việc nhận tiền cảm ơn của Phan Quốc Việt, Chủ tịch Việt Á, ông Chu Ngọc Anh khai, khi lên phòng làm việc của ông, Việt nói muốn gặp để báo cáo tình hình chống dịch và giới thiệu sản phẩm mới. Khi vào phòng, Việt đưa một túi quà, nói bên trong có sản phẩm của công ty Việt Á. Lúc đó, bị cáo nhận thức trong túi quà chỉ là sản phẩm mới, không có tiền, nên để gói quà xuống dưới sàn nhà. Một tháng sau, khi dọn phòng chuyển về công tác tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo mới biết đó là tiền. Ông Chu Ngọc Anh nói, sau đó ông cho 200.000 đô la Mỹ vào vali để đưa về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Do chưa sửa xong phòng làm việc nên mang về nhà để ở gara ô tô, ông dự định bao giờ đi công tác sẽ mang theo trả cho Phan Quốc Việt. Tuy nhiên trong thời gian công tác ở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông không có chuyến công tác nào nên quên mất. Đây là điều đau xót nhất, ông anh nói. Tại sao không lấy đúng 200.000 đô la Mỹ ra giao nộp cơ quan điều tra mà lại dùng tiền Việt, đại diện viện kiểm sát truy vấn, ông Chu Ngọc Anh đáp, khi bị cáo lên đường đi chịu trách nhiệm hình sự có nhờ người nhà tìm chiếc vali này để nộp nhưng không thấy. Theo cáo trạng, ông Chu Ngọc Anh được Phan Quốc Việt cảm ơn 200.000 đô la Mỹ bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án Việt Á tiếp tục với phần xét hỏi của đại diện viện kiểm sát. Tại tòa, việc thừa nhận thời điểm dịch Covid-19 nhiều lần liên hệ với các bị cáo Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng quản lý giá thuốc, cục quản lý dược Bộ Y tế, Nguyễn Văn Trịnh cựu cán bộ văn phòng chính phủ trịnh thanh hùng cựu vụ phó thuộc bộ khoa học và công nghệ trả lời đại diện viện kiểm sát bị cáo phan quốc việt chủ tịch kiêm tổng giáo đốc công ty việt á thừa nhận đã nhờ cựu bộ trưởng y tế nguyễn thanh long nhiều việc nhưng không thực hiện trực tiếp mà thông qua bị cáo nguyễn huỳnh thư ký của ông long lý giải nguyên nhân ông chủ việt á không trả lời mà chỉ nói rằng vì đang trong thời gian chống dịch tuy nhiên đại diện viện kiểm sát đã nhắc ông chủ việt á rằng trong hồ sơ vụ án bị cáo đã có lời khai rất rõ về việc này. Khoảng năm 2017-2018 có cuộc gặp ba người gồm có ông Long, ông Huỳnh và Việt. Ở cuộc gặp đó cả ba đã thống nhất rằng mọi việc thông qua ông Huỳnh. Vì sao phải thông qua Huỳnh? Viện kiểm sát nhắc lại câu hỏi. Lúc này bị cáo Việt mới nói rằng đó là vì lý do nhạy cảm. Viện kiểm sát tiếp tục hỏi nhạy cảm như thế nào thì bị cáo Việt trả lời bị cáo không nhớ rõ lắm. Viện kiểm sát tiếp tục truy bị cáo việc lý do nhạy cảm ở đây là gì phải khai rõ. Đồng thời, vị đại diện viện kiểm sát công bố nội dung biên bản hỏi cung bị cáo trước đó. Ngay sau đó, đại diện viện kiểm sát công bố bút lực lời khai của Phan Quốc Việt tại cơ quan điều tra về việc việc biết giữa ông Nguyễn Thanh Long và một lãnh đạo cũ của Bộ Y tế có mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, ông Long và Nguyễn Huỳnh dặn việc mọi việc đều thông qua Huỳnh để giữ tiếng cho ông Long tránh nhạy cảm. Sau đó, việc xác nhận lời khai vừa được công bố là đúng và khẳng định không bị ép cung. Bức cung, nhục hình, không ai hướng dẫn khai báo. Bị cáo Việt thừa nhận chỉ có một lần duy nhất lên Bộ Y tế gặp ông Long là vào năm 2021, khi đó Việt đi cùng một đơn vị khác nói về vấn đề vaccine và để lại túi quà 50.000 đô la Mỹ. Khai về mối quan hệ với Trịnh Thanh Hùng, Phan Quốc Việt cho biết, đầu năm 2020, ông Hùng liên hệ nhờ tham gia cùng Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất kit test COVID-19 để kịp thời phòng chống dịch trong một tháng. Không có thỏa thuận ăn chia, việc này chỉ là do ông Hùng nhờ. Về toàn bộ hành vi trong vụ án, Phan Quốc Việt thừa nhận sai phạm. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử đại án Việt Á, dự kiến mẹ của bị cáo Phan Quốc Việt, chủ tịch công ty Việt Á sẽ được triệu tập đến tòa để làm rõ số tiền 142 tỷ đồng mà bà này đang đứng tên trong 52 sổ tiết kiệm. Bị cáo nói rằng trong 15 năm công ty Việt Á làm ăn, nhiều lần bị cáo phải vay tiền gia đình, phải nhờ gia đình trợ giúp, bản thân không đủ lực. Đối với số tiền trong hai số tiết kiệm của con, Phan Quốc Việt thừa nhận đây là tiền của mình. Số tiền này Việt có được từ nhiều hoạt động khác nhau. Riêng tài khoản mà mẹ bị cáo đứng tên là tiền Việt trả nợ cho mẹ trong suốt quá trình dài gây dựng công ty. Tài sản này thuộc về mẹ của bị cáo. Hội đồng xét xử đưa ra câu hỏi, bị cáo có thể chứng minh đó là tiền trả nợ hay không? Có giấy tờ vay mượn gì không? Đáp lại, bị cáo nói không có giấy tờ gì hội đồng xét xử hỏi tiếp, đó là số tiền lớn, bị cáo nghĩ mẹ lấy đâu ra mà cho bị cáo vay nhiều như vậy. Việt trả lời, bị cáo không rõ, có thể mẹ vay mượn thêm người thân, bạn bè và cũng không có giấy tờ gì. Hội đồng xét xử cho rằng điều này là vô lý. Trả lời hội đồng xét xử về tài sản bị phong tỏa, Phan Quốc Việt cho biết có 3 tài khoản ngân hàng, 55 sổ tiết kiệm đứng tên bị cáo với tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng bị phong tỏa. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phong tỏa 52 sổ tiết kiệm đứng tên mẹ bị cáo, với tổng số tiền 142 tỷ đồng và hai sổ tiết kiệm trị giá 20 tỷ đồng do con bị cáo, 14 tuổi đứng tên. Chủ tịch Việt Á cho biết bản thân sẽ khắc phục bằng tất cả những tài sản mà mình đứng tên. Tại tòa, Hồ Thị Thanh Thủy, vợ Phan Quốc Việt cho hay, từ khi dịch bùng phát ở Trung Quốc đã tự nghiên cứu về kit xét nghiệm tháng 1 năm 2020, khi Việt nói về việc được phối hợp với Học viện Quân y nghiên cứu, sản xuất thì bản thân có biết nhưng không trực tiếp làm việc. Tất cả đều trao đổi thông qua điện thoại với chồng của tôi, Thủy nói. Về vấn đề khắc phục hậu quả, Thủy cho biết sau khi bị bắt, Phan Quốc Việt đã ủy quyền cho vợ điều hành công ty cổ phần Việt Á. Bản thân và công ty sẽ cố gắng khắc phục trên tinh thần hết sức có thể. Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, cựu giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh cho rằng, cáo trạng tri tố bị cáo về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, bị cáo danh cho rằng bị cáo không cố ý mà chỉ vô tình vi phạm. Lý do là bị cáo đã tạm ứng kích tết của công ty Việt Á và công ty VNDAT để sử dụng trước rồi sau đó hợp thức thanh toán sau, thông qua 5 gói thầu và 7 hợp đồng. Theo bị cáo danh, quá trình làm việc không có ai thỏa thuận hay đưa lợi ích vật chất gì cho bị cáo. Việc sử dụng kích tết trước thanh toán sau là bị cáo thực hiện chỉ đạo từ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Mặc dù ý thức được hành vi vi phạm của mình và thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng, song bị cáo danh cho rằng bị cáo trạng nói bị cáo thống nhất việc mượn hàng thống nhất trong việc để công ty Việt Á đứng pháp nhân thay cho công ty VNPAT để thực hiện đấu thầu là không đúng mà bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo. Tiếp tay cho sai phạm của các cán bộ CDC Bình Dương, bị cáo Tiêu Quốc Cường, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã nhận cảm ơn của công ty Việt Á 3 lần với số tiền là 1,25 tỷ đồng. Bị cáo Cường thừa nhận nội dung truy tố của Viện kiểm sát là đúng và cho rằng bị cáo phạm tội là do nhận thức chưa đầy đủ. Cường đã nộp lại toàn bộ số tiền 1,25 tỷ đồng này để khắc phục hậu quả có mặt tại phiên tòa, đại diện của Sở Y tế Bình Dương đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cựu cán bộ của đơn vị mình do họ có thời gian cống hiến, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Tương tự, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định cho biết, bị cáo không quen biết ai ở công ty Việt Á, song xuất phát từ nhu cầu thực tế chống dịch cấp bách Bị cáo với tư cách là giám đốc CDC Nghệ An đã chỉ đạo việc vay kích tết của Việt Á. Trước khi vay kích tết, bị cáo định đã gọi điện hỏi ý kiến của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An và nhận được sự đồng ý. Bị cáo định thừa nhận việc vay kích tết và sau đó hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán cho Việt Á là sai phạm. CDC Nghệ An ký 5 hợp đồng với công ty Việt Á và đã thực hiện được 4. Đến hợp đồng thứ 5 thì Phan Quốc Việt bị bắt. Bị cáo định khai khi mượn kích test và thanh toán hợp đồng, bị cáo không quan tâm, không đề cập đến việc được trích phần trăm hoa hồng. Sau khi thanh toán hợp đồng, công ty Việt Á đã hai lần chuyển tiền cho CDC Nghệ An và nói rằng đó là tiền hỗ trợ sau khi mua test xét nghiệm. Riêng bị cáo định được nhận 185 triệu đồng từ Việt Á thông qua cựu kế toán trưởng của CDC Nghệ An, Nguyễn Thị Hồng Thắm nguyễn văn định cho rằng viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là hoàn toàn xác đáng và bản thân là giám đốc trung tâm nên bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi này song bị cáo cho rằng mình chỉ mới làm giám đốc chưa đầy một tháng thì dịch bùng phát cả tỉnh nghệ an chỉ có nguồn kích tết việt á nên đành phải vay để chống dịch quá trình triển khai hoạt động chống dịch bị cáo không có động cơ vụ lợi gì Thắm phủ nhận việc thỏa thuận chi phần trăm với Việt Á và khẳng định không có bàn bạc nhận chi phần trăm của Việt Á. Sau khi nhận tiền, Thắm phân chia tiền theo tỷ lệ trên cho Giám đốc CDC Nghệ An, cho bản thân và đưa lại cho trưởng khoa dược cất giữ. Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Bạch Thùy Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Holding, đã gợi ý để công ty Land thuộc chính phủ Singapore ký hợp đồng mua test xét nghiệm của công ty Việt Á trị giá 1 triệu đô la Mỹ để tặng chính phủ Việt Nam với mục đích hưởng lợi bất chính. Bên phía công ty CapitaLand yêu cầu phải có đại diện có thư cảm ơn của chính phủ Việt Nam hoặc đại diện chính phủ Việt Nam phải có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ nhằm tăng uy tín cho công ty trên thị trường Việt Nam. Điều kiện này Phan Quốc Việt chủ tịch kim tổng giám đốc công ty Việt Á không thực hiện được, nên ông chủ Việt Á đồng ý chi 40% giá trị hợp đồng để Thủy thực hiện tác động can thiệp theo đề nghị của công ty này. Nguyễn Thị Thanh Thủy đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao để can thiệp tác động Nguyễn Thanh Long. Khi đó là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế có mặt tại buổi lễ trao test xét nghiệm công ty Capitoland ủng hộ chính phủ Việt Nam, theo đúng yêu cầu của công ty Capitoland cáo trạng nêu. Sau khi Capital Land thanh toán tiền mua test xét nghiệm, Phan Quốc Việt đã chuyển tiền hoa hồng theo đúng thỏa thuận hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Thủy hưởng lợi 2 tỷ đồng, bị cáo Linh hưởng lợi 6 tỷ đồng. Viện kiểm sát cáo buộc hành vi của Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Bạch Thùy Linh đã phạm vào tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi quy định tại khoảng 3, điều 366 Bộ Luật Hình Sự. Trả lời hội đồng xét xử về lý do quen biết ông Nguyễn Thanh Long, bị cáo Thủy khai rằng trước đây bị cáo dạy học ở Tiên Quang thường hay về bộ tập huấn nên quen. Bước lên mục khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy ngẹn ngào nhận sai. Bà Thủy khai, khi đó Linh hỏi bị cáo có biết công ty Việt Á không? Linh muốn làm xuất khẩu test. Bị cáo đã giới thiệu cho Việt Á bán test xét nghiệm. Quá trình thương thảo hợp đồng ra sao, bị cáo không biết. Bị cáo chỉ là người giới thiệu. Theo cáo buộc cuối tháng 3 năm 2020, bà Trần Vũ Mai Hoàng là em họ bị cáo Thủy, nhân viên có trao đổi thông tin với Thủy và Linh về việc công ty. Khai tại tòa, bị cáo Thủy nói rằng Mai Hoàng là em họ bên ngoài của bị cáo, làm việc tại công ty CapitaLand thuộc chính phủ Singapore. Linh và Mai Hoàng quen nhau từ trước, hai người đã trao đổi việc mua sản phẩm Việt Á để công ty CapitaLand tặng chính phủ Việt Nam chống dịch từ trước đó rồi mới nói cho bị cáo biết. Bà Thủy khai rằng khi đó bà Mai Hoàng có nói về việc làm công văn gửi Bộ Y tế và một số cơ quan nhưng không được trả lời và nhờ bị cáo giúp. Bị cáo có nói chắc là đi chống dịch hết rồi để bị cáo hỏi cho. Sau đó bà Thủy gọi điện cho ông Nguyễn Thanh Long. Anh Long chỉ nói đúng một câu. Theo quy định, tất cả nhận bên mặt trận tổ quốc rồi cấp máy và nhắn cho bị cáo số điện thoại của một lãnh đạo mặt trận tổ quốc, bà Thủy Khai. Khi lễ trao tặng diễn ra thì ông Long có mặt. Trước hôm trao tặng, bà Thủy có gọi điện nhắn ông Nguyễn Huỳnh, thư ký, hỏi xem ông Long có tham dự được không. Ông Huỳnh xác nhận là ông Long có lịch tham dự bên mặt trận tổ quốc. Xong việc, tháng 4 năm 2020, bà Thủy nhận được 2 tỷ đồng. Đó là Linh cảm ơn. Bà Thủy khai về lý do nhận tiền. Bà Thủy nói thêm, có từ chối nhưng rồi Linh cứ bảo cảm ơn nên vẫn nhận. Đến tháng 9 năm 2022, bà Thủy trả lại số tiền đó. Lý do trả, nữ chuyên viên nói rằng khi vụ việc Á xảy ra, bị cáo rất lo sợ vì việc mua bán không nắm được, không biết như thế nào. Bà Thủy nói thêm rằng đã một hai lần nói trả rồi, nhưng Linh nói cảm ơn. Bị cáo chưa có điều kiện trả lại, bị cáo nhận thức sai trái và rất ân hận. Trên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Bạch Thùy Linh bật khóc nói rằng bị cáo chưa từng vi phạm pháp luật và chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại vi phạm pháp luật. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã hiểu ra và tự nguyện chấp hành mọi yêu cầu. Bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo, bị ung thư, đã di căng lên phổi, xin hội đồng xét xử xem xét. Nữ bị cáo nói trong nước mắt. Bị cáo Linh thừa nhận các nội dung cáo trạng truy tố và nói rằng đã nhận thức sai phạm. Sau khi bà Thủy trả lại 2 tỷ đồng, bị cáo đã nộp 8 tỷ đồng khắc phục hậu quả.